đưa có phòng xà thôi. Cầm cái gì? Có cầm nó là quán nó lạ đấy. Anh ấy nó không quan trọng tiền mà. Cầm thế thì vậy. Hồi sáng giờ làm ăn được mấy mấy thẻ bầu nè. Tại bình chứng thượng ngang 17 nhân anh em. Trời, 500 đây. Đặc sản của Thanh Hóa nha anh em. Anh em nào có đặt thì liên hệ chị Nam. Chị cả. Chị cả đặt. Này đặt đi đăng lên bán đầy à, Tết này ba mẹ con an toàn là bánh lá không á? Chứ sao mà những người giờ lại rồi hấp mình bánh lá rồi ăn theo mình muốn tiếp. Không có rồi, không phải đi đâu nữa. Thế thì hôm nay ba chồng mẹ bánh lá hả? Ngủ như vậy cũng thấy lá mà. Chứ con đưa bao nhiêu nhà về quê đâu, ông bà thích ăn bánh lá. Quê ăn bánh lá là gì? À, biếu ở xóm này ít ha. Chúng mày về hơi đông á. Hôm nay hả? Ừ. Này nhà Bắc Đinh một này. Nhà Bắc Ngoài này. Gà này, uống kiệu này. Ờ uống kiệu lại chỉ có con ngà. Được 300 cái chưa? Chị cá mà nghe nó ăn được một thai bột lớn, người ta còn hai thai bột nhỏ nữa là quay cái thau kia cho mình thấy kìa, có đâu kia thì quay cái thau kìa. Mình thấy cái thau bột kia là mình biết thấy trời nhân nè. Nhân nha. Nhân là máy đấy. Còn thêm một bột nữa, mình đi bột gạo nha. Trăm rưỡi, trăm rưỡi. Ở đây cầu cá đâu có lá, cầu cá. Cầu cá sợ lên như ấy. Cầu cá kệ nó nói vậy. À, cậu cá là trong vấn đề rồi. Đâu lá, đâu lá. À, lá, lá, lá. Ừ, cậu cá thằng leo lá. Cậu cá cười hơi đẹp tí. Cười thương mà xe. Cá gì vậy? Cậu cá bành tráng đúng không? Cười đẹp trai Ngọc Sơn ấy. Cái sĩ Ngọc Sơn. Ca sĩ Ngọc Sơn nay là ca sĩ leo lá. Đây là Ngọc Sơn leo lá.